Xin kính chào quý thầy cô trong chủ tọa đoàn, xin kính chào quý vị đại biểu tham dự hội nghị ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Phúc Thị Thu Trang, đến từ Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được trình bày một chủ đề liên quan đến các thách thức trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ trong bệnh lý hệ thống hay còn gọi là CTD-ILD. Đây là các cái công bố liên quan đến tài trợ. Trước khi đi vào bài thì tôi cũng muốn trình bày một số các cái danh pháp hay là chữ viết tắt sử dụng trong bài, bởi vì có thể nói là cái mảng bệnh lý phổi kẽ là một mảng rất là mới và các cái tài liệu viết bằng tiếng Việt hiện còn rất thiếu. Vì vậy các quý đồng nghiệp khi mà tham khảo tài liệu sẽ chúng ta sẽ thường phải xem các tài liệu bằng tiếng Anh và chúng ta sẽ dần phải quen thuộc với những cái thuật ngữ như là trên slide ở trên. Trong phân loại các bệnh lý phổi kẽ thì các anh chị chắc cũng đã rất quen thuộc với những cái biểu đồ phân loại này, thì nó có khoảng hơn 200 bệnh lý phổi kẽ khác nhau. Trong đó thì bệnh phổi kẽ liên quan đến bệnh lý hệ thống chiếm một nhóm tương đối quan trọng, và các cái nghiên cứu cho thấy khoảng gần 20% số bệnh lý phổi kẽ ở Mỹ và châu Âu là liên quan đến bệnh hệ thống. Đây là một cái biểu đồ cho thấy sự phân bố CTD-ILD theo lứa tuổi. Các anh chị nhìn cái màu xanh dương đậm là biểu hiện cho CTD-ILD, thì các anh chị thấy rằng là từ lứa tuổi trẻ cho đến lứa tuổi già thì cái tỷ lệ của CTD-ILD cũng khá là nhiều. Tuy nhiên cái lứa tuổi trẻ hơn thì có vẻ là tỷ lệ CTD-ILD cao hơn. Vậy thì thách thức trong chẩn đoán CTD-ILD như thế nào? Các anh chị nhìn thấy trên màn hình một phim phổi của bệnh nhân. Đây là bệnh nhân thực tế của chúng tôi, và khi bệnh nhân đi khám được chụp phim với hình ảnh phim như thế này thì bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh và sau đó ra viện. Tuy nhiên, cái diễn biến nó rất là phức tạp. Đây là một bệnh nhân nam 61 tuổi. Bệnh nhân chưa có chẩn đoán bệnh phổi gì trước đây cả, và trong quá trình diễn biến thì bệnh nhân đã phải đi khám tới 7 lần tại 7 bệnh viện khác nhau từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. Tại trung tâm của chúng tôi thì bệnh nhân mới có chẩn đoán. Và trong suốt quá trình gần 4 tháng như vậy thì các cái triệu chứng của bệnh nhân không bao giờ hết hẳn, bao gồm sốt, mệt mỏi, yếu cơ, khó thở và các cái ban ở trên da. Về vấn đề phơi nhiễm, bệnh nhân làm nghề có tiếp xúc với xăng dầu. Ngoài ra thì có hút thuốc lá thụ động và chưa phát hiện bất cứ một cái bất thường nào khác. Khi vào khám thì bệnh nhân khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi và phải thở oxy mask với liều 8 lít một phút thì mới đạt được SpO2 là 95%, có ho ít đờm trắng và phổi có gian nổ hai đáy, có khớp đau các khớp, khớp gối, khớp khuỷu, các cái khớp cổ tay, yếu cơ, cơ lực gốc chi hai bên được 3 trên 5, có sốt, có các ban hồng tím quanh mắt, có ban ở vùng cổ, vùng lưng, rồi các ngón tay, bàn tay. Bệnh nhân gầy sút 10 cân trong khoảng 4 tháng. Đây là hình ảnh các cái tổn thương ở trên da, các cái ban ở trên da của bệnh nhân. Các cái tổn thương ở đầu ngón tay kiểu viêm mạch, và bệnh nhân kể là có cái dấu hiệu của hội chứng Raynaud. Đây là các cái sẩn ở khuỷu. Và bệnh nhân trong quá trình 4 tháng đi khám đã được chụp CT một vài lần. Trong đó một lần chụp vào ngày 6 tháng 8 năm 2021 thì tổn thương rất là kín đáo, một chút tổn thương kính mờ, tổn thương lưới ở ngoại vi. Đến ngày 20 tháng 8 thì cái tổn thương kính mờ và tổn thương lưới nhiều hơn, có một số tổn thương đông đặc dạng OP. Nhưng đến ngày 25 tháng 10 năm 2021 thì bệnh nhân đã có tổn thương rất nhiều, với tổn thương kính mờ đông đặc lan tỏa hai phổi và gợi ý một cái dạng tổn thương gọi là tổn thương phổi kẽ cấp tính AIP. Về xét nghiệm khí máu động mạch thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây với liều oxy là 3 lít một phút thì SpO2 chỉ đạt được 47 mm thủy ngân, tương đương với 87%, và phải đạt tới oxy mass 10 lít một phút thì PO2 mới đạt 70 mm thủy ngân và SO2 là 95%. Trong quá trình đi khám thì bệnh nhân cũng đã được nghĩ đến bệnh hệ thống và đã được thực hiện các cái xét nghiệm kháng thể. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 9 thì chỉ có anti-SSA là dương tính. Còn các xét nghiệm khác của bệnh nhân được làm giống như trên bảng trên thì các anh chị thấy nó đều âm tính cả. Và đến tháng 10 khi mà đến khám tại trung tâm của chúng tôi thì bệnh nhân đã được thực hiện thêm
một cái panel kháng thể chuyên sâu của viêm da cơ, và trong đó có MDA5 dương tính 3 cộng, KU nghi ngờ, RO52 dương tính 3 cộng. Và các anh chị chú ý một cái điều, đấy là RO1 thì luôn luôn âm tính trong các lần khám. Các xét nghiệm khác thì procalcitonin tương đối thấp với 0,173, RF là 17,3, ST-ALT là 100/52, CK thì 67. Và bệnh nhân đã được sinh thiết da và sinh thiết cơ, sinh thiết da ở vùng khuỷu và sinh thiết cơ tứ đầu đùi. Thì sinh thiết da kết quả là phù hợp với bệnh lý viêm da cơ, còn sinh thiết cơ thì không tìm thấy tổn thương viêm đặc hiệu. Như vậy thì bệnh nhân được chẩn đoán với tại thời điểm vào viện chúng tôi là suy hô hấp, viêm phổi kẽ tiến triển cấp tính và viêm da cơ. Sau đó bệnh nhân đã được tiên lượng là tình trạng bệnh rất là nặng và nguy cơ tử vong cao, được áp dụng phác đồ ức chế miễn dịch mạnh với solumeron liều pulse 1000mg trong vòng 3 ngày và truyền cyclophosphamide theo phác đồ tính theo mét vuông da, đồng thời phối hợp với kháng sinh, PPI và chống đông dự phòng. Vậy thì qua cái ca bệnh trên thì các anh chị có thể thấy rằng là bệnh nhân mặc dù đi khám rất nhiều và các triệu chứng không phải quá kín đáo nhưng vẫn không được chẩn đoán cho tới thời điểm bắt đầu xuất hiện triệu chứng là sau 4 tháng. Và lúc bấy giờ thì tiên lượng bệnh đã trở nên cực kỳ nặng và tử vong rất cao. Vậy thì cái thách thức ở đây là triệu chứng phổi trong CTLD thì rất đa dạng. Có thể nhẹ, có thể nặng, có thể có khó thở, có thể không. Rồi tỷ lệ mắc và mắc mới cũng khác nhau giữa các nghiên cứu. Đôi khi các bệnh lý mô liên kết có thể không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định, hoặc là các cái triệu chứng nó mơ hồ. Ví dụ như bệnh nhân ở ví dụ vừa rồi thì tất cả các triệu chứng ở các cái lần xét nghiệm thì kháng thể RO1 đều âm tính, mà các quý đại biểu, quý thầy cô cũng đều biết là trong bệnh lý viêm cơ tự miễn thì chúng ta thường nghĩ đến kháng thể RO1, nhưng mà tất cả các lần xét nghiệm thì đều âm tính. Và đặc biệt là cho đến bây giờ thì chưa có nhiều khuyến cáo liên quan đến bệnh lý này. Ở đây chúng tôi trình bày một cái biểu đồ nằm trong cái nghiên cứu về vấn đề vai trò của hội đồng đa chuyên khoa trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ. Thế thì ở đây các anh chị, các thầy cô có thể nhìn cái dòng màu vàng ở phía trên này là bệnh nhân, có thể hiểu ở phía trên là bệnh nhân nội trú, còn phía dưới là bệnh nhân ngoại trú. Thì tại thời điểm mà bệnh nhân ban đầu, nếu mà chẩn đoán ban đầu là CTD-ILD, nhưng mà sau khi bệnh nhân được hội chẩn thêm và bàn thảo luận thêm thì cái tỷ lệ chẩn đoán CTD-ILD bị giảm đi. Đối với cả nội trú và ngoại trú đều như vậy, CTD-ILD lúc bắt đầu chẩn đoán ví dụ 100%, nhưng mà sau khi hội chẩn lại rồi thảo luận thêm thì cái tỷ lệ chẩn đoán bị giảm xuống. Nhưng mà ngược lại thì các anh chị thấy ở những cái dòng khác, lúc ban đầu không phải là CTD-ILD nhưng mà sau khi được thảo luận kỹ hơn, được thăm dò kỹ hơn thì lại có một tỷ lệ không nhỏ lại được chẩn đoán lại là CTD-ILD. Như vậy có thể nói là ngay cả đối với những cái nước tiên tiến với nền y học phát triển hơn mình thì cái việc chẩn đoán CTD-ILD của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Một vấn đề nữa trong vấn đề gây khó khăn cho chẩn đoán đấy là CTD-ILD có nhiều thể lâm sàng khác nhau. Có thể nói cái thể lâm sàng mà đơn giản nhất để chẩn đoán đó là CTD có trước và ILD xuất hiện sau. Ví dụ như là bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là viêm khớp dạng thấp này, hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là lupus, hoặc bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là viêm da cơ chẳng hạn, sau đó thì bệnh nhân có các triệu chứng phổi thì lúc đó cái việc mà sàng lọc rồi chụp phim chẩn đoán thì không có gì là quá khó khăn. Tuy nhiên hai cái thể sau là thách thức trong chẩn đoán, đó là có những thể thì ILD lại là biểu hiện đầu tiên của bệnh hệ thống, hoặc thậm chí có những thể thì ILD là biểu hiện duy nhất của bệnh hệ thống tại thời điểm đó. Thì chúng tôi cũng gặp một số trường hợp như vậy, và sau một vài năm, một hai năm chẳng hạn, thì bệnh nhân sau đó mới bắt đầu biểu hiện những cái triệu chứng khác mà của bệnh hệ thống, và đến tại thời điểm sau đấy thì cái chẩn đoán nó mới rõ ràng hơn. Một thể nữa người ta gọi là IPAF, tức là bệnh lý phổi kẽ có tính chất tự miễn. Có nghĩa là gì? Tức là bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ và bệnh nhân có thể có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có thể có xét nghiệm một số kháng thể chẳng hạn dương tính,
Thế nhưng mà nó không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán một bệnh hệ thống cụ thể nào cả, thì người ta xếp nó vào cái thể bệnh là bệnh phổi kẽ có tính chất tự miễn. Thì ở đây các thầy cô anh chị chú ý, đây là không phải là nó là một bệnh mà nó chỉ là một thể bệnh, và tại thời điểm này thì chúng ta chưa chẩn đoán được nó chính xác là bệnh gì. Đây là một cái thống kê về tỷ lệ ILD trong các bệnh hệ thống khác nhau. Thì các thầy cô anh chị có thể thấy rằng là trong xơ cứng bì là gặp nhiều nhất, sau đó là bệnh hệ thống tự miễn, hỗn hợp, rồi các bệnh viêm cơ tự miễn và viêm khớp dạng thấp. Thì cái tỷ lệ cũng khác biệt giữa các bệnh với nhau và cũng khác biệt giữa các nghiên cứu với nhau. Trong đó thì người ta thấy rằng đặc điểm phổi kẽ của bệnh xơ cứng bì toàn thể thì hay gặp cái thể tổn thương NSIP trên phổi. Mixed cũng như vậy, cũng hay gặp NSIP. Viêm da cơ, viêm đa cơ thì có thể gặp NSIP hoặc OP. Rồi trong viêm khớp dạng thấp thì lại thường gặp là UIP phổ biến hơn. Cái việc chẩn đoán CTD-LD là hết sức quan trọng, bởi vì ở trên sơ đồ các anh chị nhìn thấy rằng các bệnh lý phổi kẽ khác nhau, nó có thể tiến triển cấp, nó có thể tiến triển mạng. Nhưng có một vấn đề rất quan trọng, đấy là sẽ có một số bệnh phổi kẽ nó sẽ tiến triển xơ hóa. Và khi bệnh phổi kẽ đã xơ hóa thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ xấu đi rất nhiều. Và trong đó CTD-ILD cũng là một trong các bệnh ILD mà sẽ có thể có một tỷ lệ tiến triển xơ hóa. Ở đây là một biểu đồ cho thấy những cái tỷ lệ mà có thể tiến triển xơ hóa. Thì các anh thầy cô anh chị có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân CTD-ILD tiến triển xơ hóa ở bệnh viêm khớp dạng thấp có thể tới 40%, tức là gần một nửa số bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà có tổn thương phổi kẽ có thể trở thành xơ phổi. Còn các bệnh khác thì cái con số này nó rơi vào tầm từ khoảng tầm 1 phần 4 cho đến 1 phần 3 số bệnh nhân có thể tiến triển xơ hóa. Và ILD ở bệnh nhân CTD sẽ làm tăng nguy cơ tử vong lên rất nhiều. Ở đây các anh chị nhìn thấy có hai biểu đồ liên quan đến bệnh xơ cứng bì và liên quan đến bệnh viêm khớp dạng thấp. Thì ở xơ cứng bì bệnh nhân đa số là có xơ phổi. Thế thì xơ phổi nhẹ màu cam, xơ phổi trung bình màu xanh dương và xơ phổi nặng là màu xanh lá cây. Thì các anh chị thấy rằng là khi mà bệnh nhân bị mức độ xơ phổi càng nặng thì cái khả năng sống còn nó càng giảm và tiên lượng rất xấu. Còn trong bệnh nhân mà viêm khớp dạng thấp thì những bệnh nhân không có tổn thương phổi kẽ, chỉ có tổn thương khớp thì tiên lượng sống còn tốt hơn rất nhiều là bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà có kèm theo tổn thương phổi kẽ. Ở đây vấn đề sàng lọc và chẩn đoán ILD bệnh nhân CTD thì hiện tại cũng chưa có guideline nào mà đưa ra hướng dẫn cụ thể là chúng ta nên làm gì. Tuy nhiên một số bệnh thì đã có các cái đồng thuận của các chuyên gia. Ví dụ như trong xơ cứng bì thì các chuyên gia đã đồng thuận và khuyến cáo là nên sàng lọc ILD sớm bằng chụp phim HRCT. Bởi vì như cái bảng đầu tiên anh chị nhìn thấy là cái tỷ lệ mà mắc ILD SC là quá nhiều, cho nên là các khuyến cáo người ta cho rằng là cần sàng lọc sớm. Nhưng với các bệnh phổi kẽ hệ thống khác thì việc sàng lọc ILD có lẽ là chưa nên triển khai một cách đại trà toàn bộ. Mà với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao hơn, ví dụ như tuổi hoặc là hút thuốc, hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp, thì bệnh nhân cần phải được chụp HRCT để sàng lọc ILD. Và việc sàng lọc thì có thể sử dụng HRCT, có thể sử dụng đo chức năng hô hấp và triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên cái triệu chứng lâm sàng thì nó rất là không đặc hiệu. Bởi vì chẩn đoán CTD ILD nó khó khăn như vậy, nó đa dạng như vậy, cho nên là việc đưa ra các hội đồng đa chuyên khoa để chẩn đoán là đóng vai trò quan trọng. Vậy thì với những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ phổi kẽ, đặc biệt là nghi ngờ là phổi kẽ CTD chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nên đưa ra hội đồng đa chuyên khoa để các thầy cô, các chuyên gia trong hội đồng có thể giúp phân tích và đưa ra chẩn đoán tốt hơn. Thì hội đồng đa chuyên khoa sẽ bao gồm một bác sĩ hô hấp, một bác sĩ có thể chuyên khoa sâu về phổi kẽ, một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà làm về mảng phổi kẽ, bác sĩ giải phẫu bệnh cũng như vậy. Không phải giải phẫu bệnh chung mà đó là bác sĩ giải phẫu bệnh mà chuyên làm về mảng phổi kẽ, bác sĩ thấp khớp học và bác sĩ miễn dịch dị ứng. Thì hội đồng đa chuyên khoa sẽ thảo luận với nhau về một cái bệnh án mà đã được chuẩn bị rất kỹ càng để có thể đưa ra được chẩn đoán với mức độ đồng thuận cao hơn, độ chính xác cao hơn
và giảm được số ca mà không phân loại. Đây là một cái sự lưu đồ để hướng dẫn chẩn đoán mà chúng tôi đang áp dụng với những bệnh nhân có nghi ngờ về phổi kẽ chẳng hạn. Chúng ta chụp HRCT, chụp HRCT xong chúng ta sẽ phát hiện được chính xác là bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ hay không. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng ta cần phải đánh giá là cái tổn thương trên HRCT đấy nó là dạng tổn thương gì, nó là hình thái tổn thương gì, tổn thương UIP, tổn thương NSIP hay OP hay AIP hay NOPE hay là vân vân, rất nhiều. Việc phân tích đó chúng ta sẽ cần có sự trợ giúp của các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh. Sau khi phân tích các hình ảnh trên phim HRCT rồi, chúng ta có thể định hướng là cái hình ảnh phim này có nghi ngờ bệnh lý hệ thống hay không. Ví dụ nếu như trên phim mà có tổn thương NSIP hoặc OP, đấy là có thể nghi ngờ đến bệnh hệ thống. Rồi các tổn thương ở đối xứng hai bên, ở ngoại vi, rồi có subpleural sparing, rồi có ưu thế ở vùng dưới phổi chẳng hạn, thì đấy là những cái dấu hiệu mà gợi ý có thể là CTD-IRD. Với những bệnh nhân mà chưa có suy hô hấp, chúng ta có thể nội soi phế quản, rửa phế quản phế nang để lấy dịch ra, xét nghiệm, phân tích cái mô hình cấu trúc của tế bào ở trong cái dịch phế quản phế nang đấy, rồi chúng ta có thể dựa vào các xét nghiệm vi sinh để chúng ta loại trừ chẳng hạn. Nếu bệnh nhân có các cái tổn thương các mô ngoài phổi như hạch, như cơ, như da, chúng ta có thể sinh thiết, chúng ta xét nghiệm máu, làm bi lăng nhiễm trùng, làm bi lăng bệnh tự miễn, vân vân. Và dựa vào tất cả các kết quả đấy, chúng ta có thể đưa ra được chẩn đoán xác định hay không. Nếu những trường hợp mà đảm bảo được các tiêu chuẩn về chẩn đoán bệnh hệ thống rồi, chúng ta có thể chẩn đoán xác định luôn. Còn nếu không, chúng ta có thể phân tích thêm, chúng ta có thể đưa ra đổi hội đồng đa chuyên khoa để hội chẩn, vân vân, theo sơ đồ. Vậy thì khi mà làm về phổi thì chúng ta không phải chỉ xem phổi, không phải chỉ khám phổi, mà chúng ta phải khám một cách toàn diện. Và trong các bệnh lý hệ thống thì các tổn thương ngoài da ở bàn tay đóng vai trò đặc biệt quan trọng và rất đa dạng. Vì vậy, lời khuyên của chúng ta ở đây là hãy nắm tay người bệnh. Các anh chị sẽ phát hiện được các cái dấu hiệu mà tổn thương ngoài da ở hai bàn tay bệnh nhân. Ví dụ ở đây các anh chị nhìn thấy các hình minh họa về sẩn gót trông là một cái dấu hiệu khá là điển hình ở trong bệnh lý viêm da cơ. Rồi các cái viêm mạch ở đầu ngón tay biểu hiện bằng các cái vết loét, bằng các cái vết sẹo loét hoại tử khô chẳng hạn. Đấy, rồi các tổn thương dạng bàn tay của thợ cơ khí. Một dấu hiệu mà rất hay bị bỏ qua đấy là giãn mạch quanh móng. Các anh chị chú ý ở cái đầu ngón tay của bệnh nhân thì cái viền ngoài, cái viền da ở vòng quanh móng nó rất khô, nó nứt nẻ. Đấy là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân có viêm mao mạch quanh móng giãn và giãn mao mạch và đến đoạn cuối là vô mạch, nó làm cho kém nuôi dưỡng và dẫn đến cái tổn thương như vậy. Một số các loại ban khác cũng khá là điển hình trong những bệnh tự miễn như là các ban hồng tím quanh mi mắt, heliotrope là một dấu hiệu đặc hiệu thường gặp ở trong viêm da cơ. Các cái sẩn ở khuỷu tay, dấu hiệu chữ V ở cổ, dấu hiệu quàng khăn, rồi triệu chứng Raynaud ở các đầu ngón tay là các cái dấu hiệu mà sẽ gợi ý cho bệnh lý hệ thống. Tiếp theo, một cái phương tiện là giúp chẩn đoán rất tốt hiện nay đấy là HRCT. Nó có thể nói là thăm dò quan trọng nhất trong quá trình chẩn đoán bệnh lý phổi kẽ. Và chúng ta khi mà phân tích hình ảnh HRCT thật kỹ càng và chúng ta có hiểu biết về nó thì việc chẩn đoán có thể được định hướng tốt chỉ dựa vào HRCT. Và vì vậy thì rất ít cái trường hợp mà cần phải sinh thiết phổi. Đây là một số các minh họa về hình ảnh trên phim HRCT có thể gặp. Ở đây chúng ta có hình về UIP, chúng ta có hình về NSIP và OP là những cái tổn thương mà thường gặp trong bệnh lý hệ thống. Đây là một cái bảng mà người ta đã thống kê xem là bệnh hệ thống trong bệnh bệnh phổi kẽ trong bệnh hệ thống nào thì nó hay gặp loại tổn thương nào. Ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy là nó tất nhiên cái bảng này cũng chỉ mang tính chất là gợi ý thôi, chứ chúng ta không thể nào mà gọi là 1 cộng 1 bằng 2. Dựa vào mỗi cái bảng này mình có thể phán được ngay là cái chị này bị viêm khớp dạng thấp, chị kia bị lupus được. Nhưng mà cái bảng này nó cũng sẽ rất là hữu ích trong cái việc là mình định hướng đến. Ví dụ nếu như thấy trên phim mà có UIP thì khả năng nghĩ đến viêm khớp dạng thấp. Trên phim mà có NSIP là ưu thế ở hai đáy phổi thì rất là nghĩ đến NSC. Nếu trên phim có NSIP, OP
và thậm chí có thể có tổn thương phế nang lan tỏa chẳng hạn, thì hay gặp ở viêm da cơ, viêm da cơ. Và cái triệu chứng của chảy máu phế nang lan tỏa, hình ảnh kính mờ hoặc là crazy popping lan tỏa có thể gặp trong lupus, và các cái tổn thương màng phổi, các tổn thương màng thanh mạc thì có thể gặp trong lupus và viêm khớp dạng thấp. Các triệu chứng về ưu thế ở các thùy trên phía đằng trước, rồi triệu chứng của tổ ong mà các cái mắt lưới lớn, rồi các đường người ta gọi là straight edge ở trên phim, thì đấy là những dấu hiệu cũng giúp gợi ý là bệnh phổi kẽ trong bệnh lý hệ thống. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích phim xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi làm chẩn đoán nguyên nhân. Chúng ta nghĩ đến CTD-ID không? Nếu nghĩ đến, chúng ta tiếp tục chẩn đoán xem nó bệnh CTD-ID gì. Vậy thì khi mà chúng ta làm chẩn đoán bệnh hệ thống ấy, thì vai trò của kháng thể tự miễn là không thể bàn cãi. Kháng thể tự miễn có một số kháng thể sẽ giúp chúng ta chẩn đoán xác định được CTD và thay đổi từ một cái bệnh phổi kẽ không phân loại trở thành CTD-ILD, và chúng ta phải phân biệt với IPF, bởi vì giữa CTD-ILD đôi khi có hình ảnh trên phim rất giống nhau nhưng mà phác đồ điều trị là hai hướng riêng biệt, vì vậy việc phân biệt là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra một số kháng thể nó còn có giá trị trong việc tiên lượng và hướng dẫn điều trị, ví dụ như MDA5 là một kháng thể trong bệnh viêm da cơ, và nếu như MDA5 dương tính thì cái tiên lượng bệnh phổi nó tiến triển nhanh, tiên lượng xấu và thường là kháng trị với cả glucocorticoid. Theo khuyến cáo đồng thuận của ATS, ERS, ERS và ALAS thì người ta khuyến cáo rằng đối với tất cả các bệnh nhân phổi kẽ đều phải làm sàng lọc kháng thể tự miễn, bao gồm kháng thể kháng nhân, sử dụng phương pháp miễn dịch huỳnh quang, kháng thể kháng chuỗi kép và anti-CCP-RF. Sau đó nếu như có nghi ngờ tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện bước 2, bước 3 với các kháng thể chuyên sâu hơn để đi tìm hiểu xem bệnh nhân là mắc bệnh tự miễn gì nếu có nghi ngờ. Trên hình đây là một cái bảng với rất nhiều chữ rất là phức tạp, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không thể nào mà thuộc ngay được. Nhưng khi mà các anh chị nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, các anh chị làm nhiều, chúng ta sẽ dần dần có thêm kinh nghiệm và chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn về các kháng thể. Chúng ta sẽ thấy rằng nó rất hay và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và một vấn đề nữa là trong các bệnh lý hệ thống thì đôi khi có những kháng thể nó trồng lấp, nó gặp trong nhiều bệnh, cho nên chúng ta cũng sẽ cần phải phân tích kỹ và phối hợp với các triệu chứng lâm sàng để mà biện luận chẩn đoán. Đôi khi nó còn là bệnh tự miễn hỗn hợp nữa. Ở trung tâm của chúng tôi thì có thể thực hiện được khá nhiều các kháng thể tự miễn. Đấy là một cái thuận lợi trong việc biện luận chẩn đoán. Và có những kháng thể chuyên sâu hơn chúng tôi có thể gửi đi làm ở các cái trung tâm lớn để có thể chẩn đoán cho bệnh nhân. Ví dụ như đây là một cái kết quả của bệnh nhân thực tế của chúng tôi, và bệnh nhân này có kháng thể MDA5 dương tính 3 cộng, kháng thể RO52 dương tính 3 cộng, và bệnh nhân này thì tiên lượng rất là xấu. Nội soi phế quản thì như tôi nói, bên cạnh việc loại trừ các cái căn nguyên nhiễm khuẩn, nó có thể giúp chúng ta biện luận chẩn đoán một số bệnh phổi kẽ liên quan đến việc xét nghiệm cái dịch rửa phế quản phế nang, xem tế bào nào là tế bào đóng vai trò quan trọng nhất trong cái xét nghiệm, trong cái dịch rửa đó. Thế còn việc sinh thiết xuyên vách thì trước đây tiến hành nhiều, tuy nhiên đối với việc chẩn đoán bệnh phổi kẽ thì mảnh sinh thiết xuyên vách thường rất nhỏ và cái giá trị của nó trong giải phẫu bệnh chẩn đoán ILD không cao, cho nên là chúng ta sẽ cân nhắc là có làm hay không. Với những trường hợp mà đã có UIP trên phim chụp rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải nội soi phế quản cho bệnh nhân nữa. Như vậy thì một số các cái dấu hiệu mà chúng ta giúp gợi ý là có phải CTID không, đó là ở bệnh nhân trẻ này, bệnh nhân nữ này có các tổn thương ngoài da, có tổn thương mạch quanh móng, rồi xét nghiệm tự kháng thể dương tính, rồi các hình ảnh trên HRCT như tôi vừa trình bày. Và nếu như bệnh nhân có giải phẫu bệnh thì chúng ta có thể phát hiện những cái tổn thương đặc hiệu trong các bệnh lý hệ thống để chẩn đoán cho bệnh nhân. Chúng tôi đã đến gần cuối bài trình bày rồi, và cái thể cuối cùng mà tôi muốn nói đến ở đây đấy là bệnh lý phổi kẽ có tính chất tự miễn. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ đã được khẳng định ở trên phim HRCT rồi. Và bệnh nhân có những yếu tố gợi ý CTD, ví dụ như có kháng thể tự miễn dương tính, bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có thể có sinh thiết một cái gì đấy mà có đặc điểm gợi ý là tổn thương phổi bệnh hệ thống chẳng hạn. Ví dụ như tôi có một số bệnh nhân sinh thiết cơ mặc dù
không có tổn thương viêm cơ đặc hiệu trong bệnh cơ tự miễn, nhưng mà lại có thâm nhiễm tế bào lympho vào mao mạch mạch máu ở quanh cái sợi cơ, thì đấy cũng là một dấu hiệu gợi ý là có thể có bệnh hệ thống. Thế thì những bệnh nhân đó mặc dù có dấu hiệu gợi ý nhưng không đủ tiêu chuẩn để chúng ta xác định một bệnh hệ thống đặc hiệu nào cả. Do vậy thì Hội hô hấp châu Âu, Hội lồng ngực Mỹ thì họ đưa ra cái thuật ngữ là bệnh phổi kẽ với các yếu tố tự miễn, hay viết tắt là IPAP. Thế thì IPAP nó không phải là bệnh mà nó chỉ là một một thể lâm sàng của bệnh phổi kẽ thôi. Thế tuy nhiên thì IPAP thì có ba thể ban đầu nó là IPAP, nhưng mà theo thời gian các triệu chứng xuất hiện thêm thì có thể lúc đấy bệnh nhân sẽ được chẩn đoán một bệnh hệ thống cụ thể nào đó chẳng hạn. Một số dấu hiệu có thể gặp trong IPAP ví dụ như là các cái viêm nứt kẽ đầu ngón tay, có thể có dấu hiệu bàn tay thợ cơ khí, rồi có các dấu hiệu về khớp như là đau khớp cứng khớp buổi sáng, có rhino đấy, rồi có các cái ban ở trên mặt rỗi của khớp giống như là dấu hiệu gót rông chẳng hạn. Có những cái kháng thể dương tính, một một hoặc một vài kháng thể dương tính nhưng mà không đủ tiêu chuẩn trong chẩn đoán bệnh gì. Vậy thì có thể nói rằng là đi đến kết luận thì CTD-ILD rất đa dạng về triệu chứng, về tổn thương trên phim chụp CT ngực, về diễn biến bệnh, về tiên lượng bệnh. Thế nhưng mà nói chung các thể CTD thường gặp có tổn thương phổi kẽ là xơ cứng bì, là viêm da cơ, viêm đa cơ, viêm khớp dạng thấp. Một số các bệnh CTD khác thì ít gặp tổn thương phổi kẽ hơn. Có những trường hợp mà tổn thương phổi kẽ là dấu hiệu đầu tiên hoặc là biểu hiện duy nhất của bệnh hệ thống, thì những trường hợp này cái việc chẩn đoán là còn rất nhiều khó khăn. Có một tỷ lệ không nhỏ các bệnh lý phổi kẽ trong bệnh hệ thống tiến triển sơ hóa sẽ làm cho tiên lượng bệnh của bệnh nhân trở nên xấu hơn và tăng nguy cơ tử vong rất nhiều. Việc chẩn đoán CTD-ILD hiện tại thì chúng ta chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng, phim RCT, xét nghiệm tự kháng thể, và có nhiều trường hợp rất khó khăn. Như vậy thì cái hội đồng chuyên môn đa chuyên khoa sẽ giúp tăng cái mức độ chẩn đoán chính xác hơn cho những trường hợp bệnh phổi kẽ nói chung cũng như là CTD-ILD nói riêng. Trên đây là toàn bộ nội dung trình bày của tôi ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn.